Ngày 15 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trí để điều tra về tội nhận hối lộ. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố 7 người, gồm trưởng phòng khoáng sản, giám đốc cùng 4 nhân viên của Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Công ty Nam Khang và Giám đốc Công ty Việt Hoa. Những người này bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cán bộ trên bị khởi tố trong quá trình C03 điều tra vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu Tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng trên, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc các bị can.